sân bắn hay giải trí. Các tính năng kỹ thuật và đặc điểm cấu trúc. Chọn vũ khí thế nào và dùng ra sao. Đánh giá tổng quan về thị trường vũ khí dân sự của Nga. Các thử nghiệm độc đáo, sự thực thú vị và yếu tố pháp lý. Tất cả kiến thức về thao tác vũ khí an toàn và văn hóa sử dụng vũ khí đều có trong chương trình ngày hôm nay. Súng ngắn hơi thường có vẻ bề ngoài rất đẹp mắt và dễ mua. Liệu những mẫu tiêu biểu của loại vũ khí này có thể làm được điều gì và ta có thể sử dụng loại súng này cho mục đích tự vệ hay không? Chúng ta sẽ cùng làm rõ ngay bây giờ. Trong chương trình ngày hôm nay, đi mua vũ khí, liệu có thể mua súng hơi ở chợ chơi? Chúng sử dụng loại đạn gì vậy? Đạn bi tròn hay đạn nhọn? Thử nghiệm với sự trợ giúp của những loại mục tiêu khác thường, chúng ta sẽ cùng tìm ra xem các loại súng hơi khác nhau có thể làm được điều gì. Chúng ta cũng kiểm tra những lời đồn. Liệu súng hơi có thể trở thành thứ vũ khí tự vệ xứng đáng hay không? Kéo búa và bắn tuần tự. Tất cả những điều trên và hơn thế nữa sẽ được chiếu ngay trong chương trình của chúng ta. Câu lạc bộ bắn súng Abiek sở hữu một tổ hợp trường bắn trong nhà lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 12.000 m2. Ở đây có 7 tuyến bắn dành cho súng trường và rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Trường bắn cũng có khả năng phục vụ các bài bắn vận động, bao gồm cả các động tác bắn khi di chuyển và quay 180 độ. Đây cũng chính là nơi chương trình sẽ làm về bộ môn bắn súng ứng dụng. Súng hơi được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất có động năng từ 3 joule trở xuống. Từ quan điểm của nhà làm luật, súng hơi với động năng từ 3 joule trở xuống là sản phẩm có cấu tạo giống vũ khí nhưng không phải là vũ khí. Những loại tiếp theo của dòng vũ khí này với động năng đầu nòng từ 3 tới 7,5 joule và cỡ nòng không quá 4,5 ly. Ở Nga, để mua và sở hữu chúng cũng không cần giấy phép đặc biệt nào. Khi mua chúng, bạn cần phải trình hộ chiếu và tuổi của bạn cần phải trên 18. Không có yêu cầu đặc biệt nào áp dụng đối với cách cất giữ súng hơi có động năng đầu nòng từ 3 tới 7,5 joule. Tuy nhiên, có những giới hạn đặc biệt dành cho người sở hữu loại súng này. Ví dụ như họ bị cấm mang súng hơi đã nạp hơi và đạn vào các khu vực đông dân cư. Chúng cũng không được phép sử dụng trong khuôn viên nhà ở, trừ những khu vực được thiết kế đặc biệt để bắn súng trường. Và cuối cùng là súng săn đạn hơi với động năng đầu nòng từ 7,5 tới 25 joule. Để sở hữu những loại súng này, các bạn sẽ cần giấy phép đặc biệt. Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ xem xét các loại vũ khí mà ai cũng có thể mua được. Anatoly Egenin sẽ giúp chúng tôi trong việc này. Anatoly Egenin là một chuyên gia trong lĩnh vực súng hơi, nhân viên bán hàng lâu năm của cửa hàng vũ khí Kolchuga. Anh bạn, hãy thử diễn một cảnh như thế này. Tôi đến cửa hàng của anh và muốn mua một khẩu súng hơi. Vâng, có thể nói là để tập tành cho những trải nghiệm đầu tiên. Không vấn đề gì. Anh mua súng để làm gì? Anh cần loại đạn nào? Đạn bi tròn hay đạn nhọn? Đạn bi tròn hay đạn nhọn à? Nói cho tôi biết chúng khác nhau như thế nào đi. Đạn bi tròn thường dùng để bắn giải trí. Đó là một trong hai loại đạn. Anh có thể dùng nó để bắn lon, chai từ khoảng cách tới 7 mét. Ví dụ, đây là khẩu 650. Đây là đạn bi tròn, đúng không? Vâng. Đây là đạn bi tròn, gọi là BB, cỡ 4,5 ly. Chúng có loại mạ đồng hoặc là bằng thép. Ví dụ đây là khẩu 656, một khẩu TT của Izvest. Súng ngắn hơi TT-MR656K được chế tạo dựa trên cơ sở của vũ khí quân dụng. Nòng súng được xẻ rãnh khương tuyến, cỡ 4,5 ly. Sử dụng đạn bi tròn và bình CO2 đóng sẵn. Bình CO2 nén sẽ được gắn ở đây, siết theo gen. Bình khí sẽ được cố định và phá vỡ lớp hàn miệng bình. Tiếp theo, ở đây dưới những viên đạn là một chiếc lò xo và kéo nó xuống vị trí nén tối đa. Nạp đạn bi vào vị trí này, gắn bình khí CO2 vào băng đạn. Đây là khẩu súng ngắn. Vâng, lên đạn đi. Có động năng dưới 3 joule. Dưới 3 joule, lên búa và bắn. Thế thôi.
Loại súng ngắn hơi này hiện không còn xuất hiện trên thị trường nữa. Theo quy định của luật pháp Nga, việc hoán cải vũ khí quân dụng thành vũ khí dân sự đã bị cấm từ năm 2011. Tuy nhiên, nếu như muốn mua phiên bản mô phỏng bắn hơi của loại súng ngắn nổi tiếng nào đó, thì có thể tìm ở bất kỳ cửa hàng súng nào một bản mô phỏng được các công ty chuyên về sản xuất súng mô phỏng của phương Tây sản xuất. Một vài loại súng hơi được sản xuất từ hợp kim mềm, không phải thép. Có những phiên bản mô phỏng các loại súng PM, TT, APS cho đến súng ngắn Stechin, Yarizin và vô số các loại khác. Cả súng ngắn ổ quay Nagant nữa, họ cũng làm các loại súng bắn đạn bi BB tiêu chuẩn sử dụng các bình CO2. Những loại súng này thường có nòng trơn, do đó cự ly hiệu quả của chúng chỉ vào cỡ 7m và thường dùng để bắn giải trí. Để có thể thử các loại súng hơi khác nhau, chúng tôi đã mời Alexander Blinov. Alexander Blinov là kiện tướng danh dự môn bắn súng. Anh ấy đã giành huy chương bạc Olympic trong Thế vận hội 2004 tổ chức tại Hy Lạp. TT, cổ điển nhỉ? Vâng, cổ điển. Nắp đạn. Bình khí này, hãy cho chúng tôi xem đẳng cấp kiện tướng đi. Để có thể đánh giá khẩu súng dưới góc nhìn của một vận động viên, Alexander sẽ bắn thử vài phát vào các tấm hình kim loại. Ô, bắt đầu thôi. Nào, xong. Không, chưa xong đâu. Có thể thấy ngay một vận động viên chuyên nghiệp đang làm quen với công việc. Tiếc là tôi thậm chí không còn nhìn thấy đạn bay đi đâu nữa. Sao thế? Có vẻ như đạn không bay đến nơi. Do súng à? Vâng, có thứ gì đó bay ra. Theo ý tôi thì khẩu súng này bắn không tới. Này, chúng rồi đấy. Được rồi, bắn tiếp lần nữa nhé. Đạn bi kim loại nặng không được thiết kế phù hợp với súng hơi. Uy lực của phát đạn rõ ràng không đủ để bắn một bia. Sao? Ý anh thế nào? Anh nghĩ thế nào về khẩu súng? Tôi thấy anh cười khi bắn đấy. Anh không coi đây là một khẩu súng đúng không? Vâng, tất nhiên đây không phải là một khẩu súng tử tế rồi. Nó không phù hợp cho môn bắn súng thể thao. Đây là súng hơi, sử dụng khi nén. Dù sao chăng nữa, nó cũng không phải là hỏa khí. Thôi cứ vui vẻ đi. Phù hợp khi bắn vài thứ như bia hay bóng bay để học cách bắt đầu bắn súng. Hãy cùng quay lại kho súng trong bộ sưu tập của Conchuga nào. Anh nói xem, các anh chia khoảng giá cho loại súng ngắn có động năng, đạn đầu nòng dưới 3 run như thế nào? Vâng, có hạng cho súng Trung Quốc, hạng khác cho súng Đức và là loại rất đáng để tâm. Vâng, súng ngắn, có một công ty. Hãy cho tôi xem súng đắt nhất ở đây nào. Vâng, trong trường hợp này thì đây là khẩu Walther PCP. Phải nói, nó trông như đồ tương lai nhỉ? Vâng, đây là một khẩu súng hơi với bình hơi được nạp từ phía trước. Súng ngắn Walther LP. Đây là loại súng thể thao chuyên nghiệp được lắp hệ thống chống rung XT, có khả năng hạn chế sức giật rất tốt khi bắn. Liệu tôi có thể giành được huy chương Olympic với khẩu súng này không? Vâng, tất nhiên rồi. Đây là loại súng hơi chính xác, chất lượng cao, đắt đỏ. Nói chung đây là một trong những loại súng hơi bắn chính xác nhất đang có mặt trên thị trường. Và giờ thì hãy xem liệu vận động viên chuyên nghiệp Alexander sẽ nói gì về sản phẩm trí tuệ của thị trường vũ khí Đức này. Này, đây chính là loại súng tôi đã từng bắn đấy. Tôi biết anh sẽ thích nó, đúng là dành cho thể thao. Vâng, một khẩu súng thể thao thực thụ. Và giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy trình độ kiện tướng là thế nào. Vâng, giờ chúng ta tìm mấy viên đạn xem. Ở đây, tất nhiên việc bắn nhanh không có tác dụng gì. Này, anh bắn trúng rồi đấy. Được rồi. Vâng, đã xong. Kết quả quá rõ ràng, đúng không? Gì cơ? Vâng, gì? Một lần nữa. Một loại vũ khí đã quá quen thuộc, giờ chuyển sang loại tiếp theo. Tuyệt vời, vẫn trúng. Vâng, ở đây. Lại có vũ khí chuẩn xác hơn, tất nhiên, và cũng dễ dùng hơn. Khẩu Walther này là loại súng ngắn mà bạn có thể dùng tham gia bất kỳ một cuộc thi đấu nào. Nó được thiết kế cho người thuận tay phải và có tay cầm kiểu công thái học. Bạn chỉ cần cầm nó lên và nó sẽ nằm vừa gọn trong tay luôn. Khẩu súng không hề xê dịch đi đâu cả. Từ thô sơ đến hiện đại.
nguyên lý hoạt động và uy lực. Kỹ năng sử dụng và nguyên tắc đảm bảo an toàn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đường ngắm chuẩn. 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần. Trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục thử nghiệm với những khẩu súng hơi trong câu lạc bộ bắn súng Abiek. Chúng ta đã thảo luận một chút về thị trường súng hơi hiện đại tại Nga. Nó trông khá là tương lai, tôi phải nói như vậy. Vâng, với hơi được nạp sẵn trước khi bắn. Vâng, phía trước chương trình còn rất nhiều phần thú vị. Một cô gái với khẩu súng ngắn, liệu có thể huấn luyện được một nhà vô địch Olympic ngay tại nhà không? Đi bắn của chúng ta là một đồng xu. Bạn nghĩ thế nào? Phải làm gì đây? Bắn chúng thôi. Sức sát thương của súng ngắn bắn đạn hơi ra sao? Thử nghiệm sử dụng vật liệu mô phỏng mô sống, đạn cắm vào. Theo tôi là sâu từ 1 tới 3cm trong khối thể đạn đạo. Đây là điều tôi mới biết đấy. Chúng tôi cùng đánh sập những điều lầm tưởng. Liệu tôi có thể tự vệ bằng súng hơi không? Tất cả những nội dung này và hơn thế này sẽ được trình chiếu ngay trong chương trình của chúng ta. Chúng tôi từng thấy cánh đàn ông hay bắn súng hơi, nhưng tôi lại thấy thích một hình ảnh nữ tính hơn. Hôm nay sẽ có một trợ lý tuyệt vời giúp chúng ta, đó là Olga. Xin chào, đây là Alexander. Rất hân hạnh, anh ấy sẽ hướng dẫn chị bắn ngày hôm nay nếu chị chưa rõ cách bắn. Tôi có một chút kinh nghiệm rồi, với khẩu TT Makarov, hôm nay sẽ là súng gì đây? Chị xem, hài lòng nhé. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Liệu bài huấn luyện đầu tiên sẽ diễn ra như thế nào? Hãy tưởng tượng rằng Olga chưa từng bắn bao giờ. Vâng, trong mọi trường hợp khi ai đó đến với chúng tôi và nói rằng anh ta đã bắn súng ở đâu đó, có vẻ như là mọi thứ đã bị quên hết. Anh ta phải được huấn luyện lại từ đầu. Do đó, trong mọi trường hợp khi tiếp xúc với vũ khí, anh không được phép làm gì nếu không có lệnh, chỉ được phép làm theo lệnh. Chúng tôi đã chuẩn bị một khẩu súng đặc biệt cho Olga. Và trong danh sách đó là khẩu súng ngắn hơi XDM. Súng ngắn hơi XDM-40. Nhờ vào tính năng kỹ thuật và thiết kế chiến thuật của nó, khẩu súng này có thể được sử dụng để thi đấu bắn súng ứng dụng trong hạng mục súng ngắn hơi. Vì khẩu súng này cũng dùng để thi đấu trong nội dung bắn súng mở rộng, người ta đã phải gắn một kính ngắm phản xạ lên trên nó, khiến khẩu súng trông khá là lạ. Trông giống như súng laser vậy, không biết nữa. Trong khẩu súng có nhiều vẻ như đến từ tương lai. Chị thấy thế nào? Có khi kéo khá là nhẹ, có súng. Chỉ có một vấn đề nhỏ ở đây, kính ngắm điểm đỏ có vẻ lệch một chút, lệch dưới đúng không? Vì tệ, không dùng kính ngắm thì tốt hơn à? Đúng, với tôi thì có vẻ không dùng kính sẽ tốt hơn, ít nhất là với những mục tiêu như thế này, bởi vì mục tiêu cũng không nằm quá xa, và có vẻ như kính ngắm đã che mất cả mục tiêu. Vâng, tôi nghĩ là giờ sẽ đến lượt khẩu Drost. Súng ngắn hơi MR-661K Drost. Được sản xuất ở nhà máy Izev. Nó được coi là một trong những lựa chọn thành công nhất của dòng súng hơi tự động. Nó được dùng rất rộng rãi trong trò chơi thể thao quân sự. Bắn như từ súng tự động đúng không? Đúng. Giống như kiểu lần lượt vậy, tôi cảm giác như mình đang đứng giữa trường quay phim điện ảnh vậy, của phim Blockbuster. Đạn này ghê. Ôi, đạn bật vào chân tôi rồi. Còn sống chứ? Olga, bắn tiếp cho xong đi. Không thì tôi sẽ phải bò ra ngoài đấy. Tiếp theo. Nào, chúng tôi sẽ làm các bạn ngạc nhiên với súng hơi chuyên nghiệp đấy. Kết lại là chúng tôi đã giới thiệu cho Olga khẩu Walther, một khẩu súng ngắn hơi thi đấu. Cô ấy có vẻ như đang đợi để thi đấu súng trường hơi ở Olympic vậy. Mọi người sẽ bị đau lưng đấy, Olia. Ôi, chắc chắn rồi. Nhưng với khẩu súng này vẫn khá là nhẹ. Và nó đã... Vâng, cho tôi thêm một lần nữa được không? Nhưng chị bắn trúng rồi mà. Khẩu súng này rất ổn. Tôi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
Cảm nhận được ngay, đúng, đúng là một khẩu súng chuyên nghiệp. Hầu hết đạn đã bay trúng hồng tâm hay cũng gần phát bắn đầu tiên. Chị bắn ổn đấy. Có một thử nghiệm hoàn hảo cho độ chính xác. Chúng tôi có một đồng xu để làm mục tiêu. Chị nghĩ kết quả sẽ thế nào? Để bắn trúng mục tiêu, chị sẽ được 3 cơ hội bắn. Alexander chỉ có một cơ hội duy nhất. Alexander là dân chuyên nghiệp. Còn chị chỉ là người mới bắt đầu. Chúng tôi đặt đồng xu ở khoảng cách 10 mét. Đây cũng chính là cự ly của một trong những bài bắn thi đấu thể thao trong Thế vận hội Olympic. Gần chúng, không tệ, không tệ. Thử lần thứ hai. Cũng gần chúng. Chị vẫn đang bắn đồng xu đấy chứ, nhắm vào đồng xu. Hoàn hảo, tay hơi run một chút. Ồ, vẫn là gần chúng đúng không? Vẫn là gần chúng. Vâng, tuyệt. Nói chuẩn ra, đây là một thành công nhỉ? Vâng. Liệu anh có đưa cô ấy tới Olympic không? Vâng, tới Olympic à? Xem nào, tất nhiên là không được. Đầu tiên, anh sẽ phải tham dự một giải vô địch bất kỳ ở châu Âu. Có sớm quá không? Nhưng nhìn đấy, đã có Alexander cố vấn rồi. Nào Alexander, đến lúc để trình diễn đẳng cấp kiện tướng rồi đấy. Mọi thứ thật phấn khích. Mọi thứ đều dừng lại. Mọi thứ đều dừng lại. Mục tiêu là đồng xu. Trúng rồi. Kỳ diệu. Anh nghe thấy không? Anh nghe thấy những lời cổ vũ không? Trúng hồng tâm. Mục tiêu bị bắn bằng súng ngắn hôm nay là đồng xu. Tôi đã bắn một mục tiêu có thể coi như ngang với vòng 9 điểm khi thi đấu. Vâng, nói chung thế là đủ để thậm chí lọt vào vòng chung kết. Đồng xu hôm nay là một mục tiêu khá nhỏ. Để bắn trúng nó thì không phải ai cũng làm được ngay trong lần đầu tiên. Chúng tôi tiếp tục thử nghiệm các loại súng hơi trong câu lạc bộ bắn súng ABIEC và đã kiểm tra một vài bản. Giống như một loại súng laser vậy, tôi cũng không rõ nữa. Nó trông hơi giống một loại súng đến từ tương lai. Và giờ, với sự giúp đỡ của một mục tiêu khác thường, chúng ta sẽ biết chúng ta có thể làm được gì. Sau phát đạn, tôi không nhìn thấy ngay thiệt hại. Bắn vào khối thạch đạn đạo. Liệu khẩu súng nào sẽ gây ra sức phá hoại lớn nhất vào khối thạch này đây? Đạn đã xuyên vào trong. Theo tôi thấy thì sâu từ khoảng 1 tới 3cm. Một phát hiện thú vị, làm rõ các điều lầm tưởng. Tại sao những khẩu súng hơi không cần giấy phép lại không phù hợp cho mục đích tự vệ? Tự vệ bằng súng hơi sẽ không đem lại hiệu quả nào, thậm chí còn làm hại đến bản thân bạn. Tất cả những nội dung trên và hơn thế nữa sẽ được xuất hiện ngay trong chương trình của chúng ta. Nhờ vào việc dễ mua và có ngoại hình bắt mắt, rất nhiều người đã mua súng hơi với hy vọng rằng có thể sẽ sử dụng được chúng cho mục đích tự vệ. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Không nên dùng súng hơi để tự vệ một chút nào. Súng hơi bán tại Nga không đủ uy lực để ngăn cản một ai đó tấn công bạn. Trong trường hợp này, thậm chí loại vũ khí này lại gây ra nhiều thương tích trầm trọng cho sức khỏe con người. Ví dụ như bắn hỏng mắt hay gây thương tổn đến các cơ quan nội tạng khác. Trong trường hợp này, bạn lại phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ. Với trách nhiệm hình sự cao nhất của việc vượt quá giới hạn tự vệ chính đáng. Để thử khả năng xuyên và khả năng áp chế của súng hơi, chúng tôi đã mời Dmitry Grunzinstep. Dmitry Grunzinstep là thành viên của Hiệp hội Bắn súng ứng dụng Liên bang Nga. Anh là người chịu trách nhiệm cho sự phát triển của môn bắn súng ứng dụng, hạng mục súng hơi tại Nga. Súng hơi có khả năng sát thương yếu, được bán tại Nga mà không cần giấy phép, chỉ cần phải trình hộ chiếu. Và đôi lúc, người ta dùng chúng sai mục đích hoàn toàn khi dùng chúng để tự vệ, chống lại động vật tấn công hay thậm chí chống lại cả người tấn công vì lý do nào đó, dù cho thực tế nó hoàn toàn vô dụng. Bạn sẽ không thể bảo vệ mình bằng một khẩu súng hơi.
Andrei Abramov sẽ giúp chúng tôi xác nhận lại sự vô dụng của việc dùng súng hơi như một thứ vũ khí tự vệ. Andrei Abramov chính là một chuyên gia về súng hơi. Anh là đội trưởng của đội thi đấu súng quân sự thể thao vùng Moscow có tên Cỗ máy ma quỷ. Dùng súng hơi để tự vệ thật đúng là trò cười. Những người đã biết về súng hơi sẽ hiểu được điều này. Việc tự vệ bằng súng hơi sẽ không đem lại tác dụng gì, mà lại còn gây ra tác hại đối với chính bản thân người dùng. Hãy bắt đầu với khẩu TT, một khẩu súng cổ điển. Chúng ta đã nhiều lần nói về nó. Cổ điển. Cầm trên tay. Kia là thạch đạn đạo. Anh cảm thấy rất tự tin nhỉ? Viên bi thép bắn từ khẩu súng ngắn TT xuyên khá dễ khối thạch đạn đạo, vốn dùng để mô phỏng mô sống của động vật và để lại một vết thương sâu. Sau phát đạn, tôi không nhìn rõ thiệt hại lắm. Khối thạch không bị vỡ, nhưng viên đạn rõ ràng đã chui vào trong, đúng không? Tiếp chứ, tiếp đi. Khẩu súng tiếp theo. Đó là khẩu súng ngắn đã được dùng cho nội dung thi đấu mở, hạng mục bắn súng ngắn hơi. Khẩu XDM bắn đạn bi nhựa và có cỡ nòng lớn hơn. Đó là lý do vì sao viên đạn xuyên được vào trong khối thạch khoảng 1 cm. Vâng, nếu nhìn kỹ lại thì đó là một phần phát bắn trúng. Nhưng cũng như lúc trước, không hề có sự phá hoại rõ ràng nào. Viên đạn chỉ bay cắm vào trong. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi đạn bi nhựa 6 ly lại có thể xuyên được vào trong khối thạch đạn đạo. Nhất là lại bắn từ súng ngắn. Một trong những khẩu súng ngắn phải nói là yếu nhất nếu xét về uy lực. Đạn xuyên vào theo như tôi thấy sâu khoảng 3 cm. Thật đúng là được mở mang tầm mắt. Các phát đạn từ khẩu súng ngắn tự động Drost và súng ngắn hơi thể thao Walther cho kết quả gần tương tự. Viên đạn đã xuyên được vào trong khối thạch, nhưng không thể bay xuyên qua nó. Rất nhiều người sẽ nói rằng viên đạn bắn từ tất cả những khẩu súng ngắn hơi trên đều xuyên được vào khối thạch. Do đó, các chuyên gia của chúng ta thật sai lầm khi nói súng hơi không có tác dụng tự vệ. Vậy để biết họ có đúng không, thì thử nghiệm tiếp theo sẽ cho chúng ta thấy rõ. Trên khối thạch sẽ được bọc một lớp vải ngụy trang mỏng để mô phỏng quần áo. Liệu súng của chúng ta có vượt được qua lớp phòng vệ lỏng lẻo đó không? Hãy bắt đầu với khẩu TT. Anh dự đoán thế nào? Liệu nó có đủ uy lực hay không? Tôi nghĩ là sẽ không đủ. Không đủ à? Thử xem nhé. Đạn bi thép đã không thể xuyên thủng lớp vải ngụy trang, và khối thạch đàn hồi đã làm nó bật ngược trở lại về hướng người bắn. Giờ là đến lượt khẩu XDM. Anh trông thật tự tin, giống như đang hưởng thụ những khẩu súng vậy. Chúng tôi không trông chờ điều đặc biệt gì với loại đạn bi nhựa cỡ 6 ly bắn từ khẩu súng ngắn XDM. Và đúng như dự đoán, nó cũng có kết cục như khẩu súng trước đó. Thậm chí khối thạch còn chẳng hề nhúc nhích. Đạn từ súng ngắn tự động Drost và khẩu súng ngắn hơi thể thao Walther cũng cho kết quả tương tự. Chúng không thể xuyên thủng được vải. Sau thử nghiệm này, kể cả những người thích nghi ngờ nhất cũng hiểu được rằng những khẩu súng hơi bán không cần giấy phép này không có khả năng ngăn chặn tấn công. Ngày hôm nay, chúng ta đã cùng xem một loạt các loại súng hơi. Với hầu hết trong số chúng, bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng súng nào, ví dụ như trong cửa hàng Kolchuga. Vâng, bạn có thể tùy chọn loại súng để dùng như tập luyện với khẩu XDM, chơi trò thể thao quân sự với khẩu Drost hay tự bắn bia tập ở nhà. Tất cả tùy thuộc vào chính bạn. Hãy nhớ rằng, muốn sử dụng thành thạo vũ khí không bắt đầu từ đôi tay, mà phải bắt đầu từ cái đầu. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.
Trong chương trình ngày hôm nay, bí mật ẩm thực của các vũ khí trong nhà bếp. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế đạn ghém cỡ 12 để đi săn. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem sức phá hoại của nó đến đâu ở phần sau của chương trình. Những thứ bất bình thường, tính chất nhân đạo của đạn ghém làm từ băng, vitamin C và thức ăn cho mèo dạng hạt. Thí nghiệm đó đã làm tôi ngạc nhiên. Đạn phi sát thương, thép và đạn nở. Trong đầu đạn thông thường, đầu tiên người ta sẽ nhồi vào đó một chu thuộc súng. Một danh sách phong phú các loại đạn dành cho đạn ghém cỡ 12 đã được thử nghiệm trên các mục tiêu lạ lùng. Cảm xúc chúng tôi luôn ở mức tột cùng phấn khích. Tất cả những thứ trên và hơn thế nữa đều sẽ được chiếu ngay sau đây trong chương trình của chúng ta.